Từ nãy tới giờ anh không nói một câu nào. Đừng có nói với tôi là bị chấn thương phần mềm mà ảnh hưởng tới dây thần kinh nói nha. Cảm ơn cô đã cứu tôi thoát khỏi nơi bị nạn. Mà xe của tôi đâu rồi? Cũng may cho anh là cái công trình này nó bị bỏ quan, chứ không anh bị tóm là cái chắc. Ở đó mà xe với cổ. Tôi muốn đi. Ngồi đi đi. Vết thương nhiễm trùng chết ráng chịu. Còn không á, vừa bước ra khỏi đây, một là cảnh sát, hai là giang hồ, bị tóm chết thôi. Sao cô biết tôi là đối tượng của giang hồ hay là cảnh sát? Có đuôi á thì cũng thấy mờ mờ, mà tôi đây á, hai mắt rất là to, sao không thấy được? Dạ người như anh á, tôi gặp nhiều rồi, riết cũng quen. Mà tôi nha, thiên hạ bị bắt cóc hay đánh đập, tôi đều ra tay cứu giúp hết. Biết là chết, biết chưa? Chị có sao không vậy? Cô có sao không? Tại sao anh lại ở đây? Anh tới cứu tôi hả? Tôi tình cờ đi ngang qua đây, chúng ta đi thôi. Nhưng mà còn chị Gấu thì sao? Thì ra cô cũng có nghĩa khí đó. Tôi đẹp, tôi có quyền nghĩa khí. Kim Cương à, em đã phải trăn trở nhiều như vậy. Trước khi nói ra điều này thì anh cũng hiểu đó là một chuyện rất đặc biệt. Nhưng em hãy tin anh, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Và anh cũng vui khi em chọn anh để trao gửi sự tin tưởng này. Làm việc cho ba em chắc anh cũng phân vân nhiều, khi thấy em luôn là mục tiêu của bọn hung hiểm. Những kẻ muốn bắt cóc em không phải chỉ có một hai người. Anh biết được bọn bắt cóc đó chỉ muốn dùng em để làm áp lực buộc chú Thiết phải dừng lại một số dự án quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của bọn chúng. Việc này hoàn toàn không phải do em, cho nên em đừng có nặng nề như vậy. Anh đã từng nghe về viên kim cương sanh thiên thần chưa? Tại sao em? Tại sao em lại biết tới vật đó? Cho dù em không rành về xuất xứ cũng như giá trị của viên kim cương sanh này, nhưng nó rất đẹp và em biết nó rất là quý giá. Cũng đồng nghĩa giữ nó cũng giống như giữ hiểm họa ở bên mình vậy. Kim cương, không lẽ em chính là người đang sở hữu viên kim cương xanh đó? Ôi, xe về tới rồi kìa. Kim Cương à, cảm ơn em đã nói ra bí mật trong lòng mình cho anh biết. Anh sẽ không để lộ cho bất kỳ ai, nhưng mà em cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó. Từ bây giờ em không còn sợ nữa, vì em biết anh sẽ luôn ở bên cạnh em và bảo vệ cho em. Ủa,
Khuya rồi anh vẫn còn ở lại đây để làm việc cho ba em sao? Anh chờ em đó. Tại sao em đi 2 ngày mà em không chịu quay về? Em có biết mọi người trong nhà lo lắng cho em lắm không? Tại sao lại như vậy? Em có còn nghĩ tới cảm giác của những người xung quanh hay không? Anh Dũng à, em... Dũng à, không phải lỗi của cô ấy đâu. Là tao tự ý đưa cô ấy ra ngoài. Tao chỉ muốn đưa cô ra ngoài để thoải mái đầu óc sau những chuyện vừa mới xảy ra. Mày đừng nói vậy. Tao không nói chuyện với mày. Mày không có tư cách nói chuyện với tao. Kim Cương, chỉ có anh mới là người hiểu em và bảo vệ cho em an toàn được. Dù thiết giao nhiệm vụ cho anh. Nên từ đây về sau, em muốn đi đâu, muốn làm gì, em phải hỏi ý kiến của anh. Chuyện của em anh không cần phải để ý. Anh lấy quyền gì cấm đoán em, trong khi ba em còn chưa lên tiếng về chuyện này. Vì sự an toàn của em, anh nhất định phải làm như vậy. Vậy bây giờ anh nghe đây, từ bây giờ anh An sẽ là người bảo vệ em. Em không cần bất kỳ vệ sĩ nào khác hết. Tại sao lại là Vĩnh An chứ? Em hiểu cái gì về nó? Em biết cái gì về nó? Nó có thể bảo vệ cho em được hay không? Tại sao em có thể giao tính mạng cho nó chứ? Đó là chuyện của em. Em không nhất thiết phải giải thích với anh. Xin lỗi, lẽ ra tao định nói chuyện với mày sau, nhưng mà tao nghĩ nên cần phải nói ngay bây giờ. Tao không muốn làm vệ sĩ riêng của Kim Cương. Em nghe rõ chưa? Nó đâu có ý định bảo vệ cho em. Người ta phụ lòng em rồi. Có phải bây giờ em cảm thấy thất vọng lắm đúng không? Dũng à, mày lại hiểu lầm nữa rồi. Tao nói là tao không muốn làm vệ sĩ cho Kim Cương. Bởi vì bảo vệ cho Kim Cương bây giờ là trách nhiệm của tao. Bởi vì một người đàn ông bắt buộc phải có trách nhiệm bảo vệ người phụ nữ của riêng mình. Anh... Người phụ nữ của riêng mình? Phải. Kim Cương hiện giờ là bạn gái của tao. Tao gọi là phụ nữ của riêng mình thì có gì là sai? Mày... Dương Dũng, Vĩnh An, tin khẩn cấp. Tại sao anh tới đây mà không báo trước? Lại có chuyện gì? Vĩnh An, chú ba đã ra chỉ thị cho anh mau chóng rút khỏi kế hoạch tìm kiếm chứng cứ trong vụ bố và Thiết. Những chuyện còn lại cấp trên sẽ chỉ đạo và giám sát. Hiện giờ không đơn thuần là vấn đề rửa tiền hay phạm tội kinh tế nữa. Có thể ông ta dính dáng tới một âm mưu to lớn hơn. Tôi hiểu chứ, nhưng đâu phải nói rút là rút được ngay. Tôi đã tìm hiểu chuyện này hơn 1 năm nay. Có những chi tiết chỉ có một mình tôi hiểu. Tôi không muốn công sức của tôi và cả tổ chức đổ sông đổ biển. Anh biết chuyện đó mà. Chuyện đám người của tên trùm tội phạm nước ngoài tấn công con gái của bố già Thiết, anh cũng có mặt mà. Anh nghĩ đơn giản là chúng chỉ muốn bắt cóc tống tiền hay sao? Anh đã biết được những chuyện gì, nguyên nhân bọn chúng bắt cóc cô gái là sao? Tại sao anh không báo cáo cấp trên? Anh bắt đầu vô kỷ luật từ khi nào vậy? Tôi đang trong quá trình tìm hiểu, chưa có bằng chứng xác thực, cho nên không thể báo cáo được điều gì. Tôi được lệnh cấp trên là phải giám sát anh trong mọi tình huống. Vĩnh An à, tôi cũng hiểu ra nguyên nhân anh không báo cáo lại mọi chuyện. Chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, nên chuyện phát sinh tình cảm cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng có điều là... Anh Phát, anh đừng có hiểu lầm ý của tôi. Ý của tôi... Cấp trên đã bắt đầu không hài lòng với cách biểu hiện của anh. Mọi người đều nhận định anh có xu hướng coi trọng tình cảm riêng tư. Đó là điều tối kỵ đối với công việc của một người thi hành pháp luật. Kim Cương chưa biết về thân phận của tôi. Hơn nữa, Kim Cương là một cô gái rất là tốt bụng. Rồi đến một ngày, sự thật sẽ được phanh phui. Cô ấy sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó, tình cảm của cô dành cho anh là tình yêu hay lòng thù hận? Khi cô biết chính anh là người đã góp công to lớn còng tay cha cổ, hoặc có thể sa án tử, đến lúc đó tình yêu của hai người sẽ đi đến đâu?
rồi từ việc này anh sẽ dần mất đi niềm tin. Chị Hai ơi. Vào đi. Em vô đây ngồi đi. Chị Hai. Ừ? Chị Hai sao vậy? Chị đâu có sao. Em qua tìm chị có gì không? Dạ, sao mấy ngày nay em không thấy anh Cao Bằng về. Anh Cao Bằng không về hả? Sao em biết? Em có đi tìm. Trước khi chị Hai về đây á, em có ra ban công tìm ảnh mà không thấy. À mà chị Hai. Ừ? Anh Cao Bằng có hứa với Ruby á, là dù cho hai chị em mình có đi nước ngoài hay là ở lại thì anh Cao Bằng cũng sẽ bảo vệ hai chị em mình hết mình. Anh Bằng có hứa với em hả? Ừ. Nhưng mà em không có dám hỏi gì Băng là anh Cao Bằng đi đâu. Chị Hai, chị Hai nghĩ thử coi, có khi nào anh Cao Bằng ảnh làm việc gì đó cho dì Hà Băng mà anh chưa về không? Dì Hà Băng, có chuyện gì? Cô lại muốn kiếm chuyện với tôi sao? Tôi không quan tâm tới chuyện của dì, nhưng tôi lấy làm lạ. Dì không cần cháu ruột của mình nữa hay sao mà lại đuổi anh Bằng đi như vậy? Ý cô là sao? Tôi muốn hỏi tới anh Cao Bằng, người lúc nào cũng ở bên dì như hình với bóng. Tôi có chuyện cần tìm anh ấy. Dì làm ơn cho tôi biết anh Bằng đang ở đâu đi. Thiệt tình là tôi không hiểu lắm, tại sao cô lại dây dưa với cháu của tôi. Dì đừng có hiểu lầm. Những gì anh ấy gây ra cho tôi không bao giờ tha thứ. Còn chuyện tôi tìm anh ấy để làm gì, dì không cần phải để ý. Dì chỉ cần cho tôi biết anh ấy đang ở đâu là được rồi. Cô nghĩ là tôi sẽ nói với cô sao? Nói cho cô biết, tôi không thích nghe lệnh của ai hết. Từ giờ cô có muốn tìm Cao Bằng, đó là chuyện của cô. Và cô cũng đừng mong tôi mở miệng nói chút thông tin nào về Cao Bằng cho cô biết. Anh cũng liều quá ha. Đau mà không chịu nhăn mặt gì hết. Đau sống lên tiếng để cho người ta biết người ta làm nhẹ tay. Tôi không phải là loại đàn ông khóc than với phụ nữ. Cá tính quá ha. Tốt thôi. Ủa, mà anh làm gì người ta truy sát anh dữ vậy? Nhà anh ở đâu? Để tôi liên lạc rồi nói người nhà tới đón anh về. Tôi không có nhà. Ừ? Chỉ cần vết thương của tôi lành lại, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Giờ cũng đủ phiền lắm rồi, khách sáo gì nữa. Anh nói anh không có nhà hả? Đi mua tôi xịn
Tiền thì xài đúng rỉnh. Nếu mà anh nói anh trôi sông lạc chợ giống như tôi á, thì đâu có hợp lý đâu. Câu chuyện của tôi dài lắm. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ kể cho cô nghe. Còn bây giờ, cô đi mua giùm tôi thêm một ít thuốc chống nhiễm trùng và một ít đồ ăn. Được thôi. Hey, anh yên tâm nha. Tôi không có bán đồ đâu. Tôi thuộc hàng quân tử đó. Đây là lần đầu tiên gặp mặt anh. Khi em làm nhiệm vụ theo dõi anh, em đã biết mình thất bại thảm thương trong nhiệm vụ này. Phen, Phen à. Nhưng mà anh đã... Em biết anh không yêu em. Vì anh đã yêu con gái của bố già. Tổ chức đã nắm được mọi việc xảy ra. Mặc dù không ai hoan nghênh trường hợp trinh sát nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai trong thời gian điều tra chuyên án, nhưng tình cảm là thứ không dễ dàng khống chế. Tôi tự thấy mình là người khô khan, nhưng vẫn có thể hiểu được điều này. Chú Ba, con thừa nhận là giữa con và con gái bố già có xảy ra tình cảm, nhưng con chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình. Ừ, cậu thẳng thắn thừa nhận vậy cũng tốt. Bây giờ tôi muốn nghe dự định của cậu. Tới lúc này thật sự là con chưa biết phải làm sao. Kim Cương chưa biết sự thật về con. Cô ấy chỉ nghĩ là con là nhân viên tín cẩn của ba cô ấy. Chú Ba, chú có thể hứa với con một chuyện được không? Thật ra cậu đề nghị cấp trên hứa với cậu là quá đáng rồi. Nhưng thôi, cậu cứ nói ra đi, tôi nghe. Con xin lỗi chú, nhưng con không còn cách nào khác là phải cầu cứu chú. Chú Ba, xin chú hãy cho người của chúng ta ngầm bảo vệ Kim Cương. Hiện tại con gái bố già đang là mục tiêu của bọn tội phạm Hồng Kông, chứ không phải bố già Thiết. Cô ấy là một trong những mắt xích quan trọng của vụ án. Cô ấy cần phải được bảo vệ tuyệt đối. Tuy hiện tại con chưa thể nói rõ ngọn nguồn, nhưng yêu cầu bảo vệ Kim Cương là hoàn toàn hợp lý. Xin chú Ba đừng hiểu lầm, đây là tính chất cá nhân. Vĩnh An, tôi khuyên cậu hãy trân trọng sinh mạng của chính mình. Hơn nữa, nếu có thể, sắp xếp lại tình cảm của bản thân đi. Đừng để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Lúc đó hối hận không còn kịp nữa đâu. Để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, lúc đó hối hận không còn kịp nữa đâu. Vĩnh An, cậu đang chờ Kim Cương hả? Dạ thưa chú, mới về. Mấy ngày nay tôi thấy Kim Cương nó vui vẻ lắm.
ánh mắt lúc nào cũng vui vẻ như trẻ thơ vậy. Tôi rất yên lòng giao con gái của tôi để cho cậu dẫn đi chơi. Lâu rồi tôi không nhìn thấy nó vui như vậy. Tôi cũng muốn gặp cậu để hỏi cậu đã dùng cách gì. Dạ cũng không có gì đặc biệt đâu chú. Kim Cương vốn hướng ngoại, cô ấy thường xuyên được ra ngoài chơi, gần gũi với thiên nhiên sẽ khiến tâm trạng của cô ấy thoải mái hơn. Cậu cũng biết, đối với tôi, Kim Cương quý giá hơn tất cả những viên ngọc mà tôi sở hữu. Chỉ cần cậu đem lại cho Kim Cương thật nhiều hạnh phúc, giúp tôi giữ mãi nụ cười trên môi của nó, thì cậu chính là ân nhân lớn nhất của tôi. Dạ, con hiểu mà chú. Con nhất định sẽ bảo vệ Kim Cương, trân trọng cô ấy và không bao giờ để cô ấy thất vọng đâu chú à. Thưa ba mới về. Mình đi ha anh. Dạ, tụi con đi nghe chú. Con đi nha ba. Hôm nay anh làm gì nhìn em tới mức bất bình thường vậy? Em có biết là hồi nãy ba em nói chuyện gì với anh không? Nói gì? Anh khỏi nói, em cũng biết rồi. Ba sẽ nói em vốn dĩ là bảo vật của ba, dặn anh không được làm em sức mẻ chỗ nào đúng không? Nếu không á, ba sẽ cho người trị tội anh. Lúc đó anh có chạy lên trời cũng không thoát đúng không? Anh cũng không ngờ là ba em lại ủng hộ chuyện tình cảm của mình. Anh cứ lo sợ chú Thiết sẽ không tin tưởng anh, không để anh bảo vệ em mà giao em cho người khác. Từ trước tới giờ ba chưa bao giờ khiến em phải đau lòng. Chỉ cần em vui, em hạnh phúc, ba sẽ chiều theo ý em bằng bất cứ giá nào. Kim Cương, anh thấy em thật hạnh phúc và thật may mắn vì có một người cha yêu thương em như vậy. Em có biết không? Anh đã thiếu rồi. Lúc này em hiểu thêm một điều nữa, đó là có một người bạn trai như anh, em càng cảm thấy mình bình yên và hạnh phúc biết bao. Ăn đi con. Mẹ sẽ cho người đưa quà đến nhà bạn con được chưa? Mấy lúc này mẹ không muốn con đi đâu, như vậy sẽ rất nguy hiểm biết không? Còn không thì mẹ sẽ đi cùng con tới dự sinh nhật bạn, chịu không? Như vậy mẹ mới yên tâm. Con không cần, con ghét mẹ. Con muốn đi đâu với mẹ nữa. Từ giờ những đồ ăn mà mẹ mua để cho con ăn, con ăn nữa, con không thèm. Thạch Anh, con mới nói gì với mẹ vậy? Dạ, không có gì đâu anh. Con nó cũng đang có chuyện không vui, mà cũng tại em thôi mà. Thạch Anh, nói cho ba nghe đi. Dạ con xin lỗi ba, tại vì con muốn đi sinh nhật bạn con mà mẹ không có cho. Chỉ có vậy thôi sao? Thôi con ăn cơm đi. Chừng nào con đi sinh nhật bạn con? Dạ tối nay. Sao em lại không cho con đi? Lúc sáng nay nó có xin em, nhưng lúc đó nhiều việc quá nên em gắt gỏng với con. Giờ nó giận không chịu đi nữa. Mà hơn nữa, em cũng không muốn con ra ngoài vì sẽ rất nguy hiểm. Đàn ông đã muốn thành công thì phải kết giao với nhiều bạn. Em cũng nên ủng hộ con. Nếu đó là bạn cùng lớp, bạn tốt thì em cứ để cho con nó đi. Thạch Anh, con mau lên thay đồ đi. Ba sẽ nói với chú Phú và Dương Dũng đưa con đi. Con muốn mua quà gì thì cứ nói với anh Dũng, ba sẽ đưa tiền cho anh Dũng. Thiệt hả ba? Con không mau lên thay đồ nữa. Yeah, ba tuyệt vời. Thạch Anh. Dạ ba. Lần sau con bỏ cái thói mẹ nheo với mẹ như vậy đi nghe. Làm như vậy không xứng đáng mặt đàn ông chút nào đâu. Dạ con biết rồi. Thưa ba thưa mẹ con đi. Anh ăn đi. Rồi.
nghe đây. Từ bây giờ anh An sẽ là người bảo vệ em. Em không cần bất kỳ vệ sĩ nào khác hết. Dạ dạ anh ơi, chơi rượu này là của bạn bên kia gọi à? Tao thích chơi này. Dạ, tao lấy chơi này thì sao hả? Đứng đó. Rượu của tao mày cũng dám lấy hả? Cậu mày Dũng, mặt mày sao vậy? Sao mặt mày bị bầm tím? Vô nhà đi để tao giúp. Mày không cần phải giả đò mèo khóc chuột nữa. Mày trả kim cương lại cho tao. Từ đây về sau không được phép tới gặp cô ấy nữa. Tao và Kim Cương đều cảm thấy có lỗi với mày rất nhiều, nhưng chuyện tình cảm không phải là cái thứ chỉ cho đi lòng thương hại và sự cả nể. Mày cũng hiểu điều đó mà. Mày là cái thá gì mà đeo đuổi Kim Cương? Mày nên nhớ, nhờ ai mà mày được ra vào biệt thự Diamond? Nhờ ai mà mày quen biết tiếp cận Kim Cương? Vậy mà mày nỡ lòng nào cướp được bạn gái của bạn thân mày? Mày có còn lương tâm không hả? Dũng à, mày hơi quá rồi đó. Kim Cương chưa từng là người yêu của mày. Sẽ là như vậy nếu không có sự xuất hiện của mày. Tao thực sự quá sai lầm, quá hối hận khi giúp đỡ những người như mày. Mày là đồ khốn nạn. Ok. Cảm ơn cô. Nè, anh ăn bánh mì đi. Bánh mì nổi tiếng lắm á. Ăn rồi uống thuốc cho lành vết thương. Lúc đó muốn trả thù ai tôi không có cản đâu. Bữa giờ cô có đổ xăng giùm tôi chưa? Yên tâm, tôi đổ rồi, đầy nhóc bình. Nè, bữa nay á, cho tôi mượn xe, tôi vô thăm già tôi chút nha. Không được. Chiếc xe này á, mà có chạy ra ngoài á, thì chẳng khác nào báo cho tụi nó biết chỗ ẩn nấp của tôi và cô. Không chừng cô còn bị liên lụy mà khó thoát khỏi tay bọn nó. Cái gì ghê vậy? Không cho tôi mượn thôi, làm gì dữ vậy? Không phải hù. Tiền mặt của tôi không còn nhiều. Nếu có thể rút bằng ATM, tôi có thể mua tặng cho cô chiếc xe ngay. Nhưng mà với chiếc xe này, tuyệt đối không được tự tiện chạy ra ngoài. Gì? Nổ vừa thôi ông nội, mua tặng tôi chiếc xe máy hả? Chém gió. Ủa, mà ATM là cái quái gì vậy? ATM là cái này nè. Nó có khả năng chứa tiền, nhưng mà hiện tại tôi đang bị truy đuổi. Nếu mà bây giờ tôi rút tiền á, chẳng khác nào
cho nó biết chỗ ở của tôi. Như vậy cô đã hiểu chưa? Tiền mặt của tôi còn có nhiêu đây à? Tôi đưa hết cho cô để mua đồ ăn và thuốc men. Trời ơi, cái này mà chứa tiền trong trỏng á hả? Trời ơi, lúc trước á tôi móc được quá trời cái này luôn, mà tôi đâu biết là cái gì đâu, tôi quăng hết mẹ rồi. Thì ra cô là dân móc túi à? Mà ATM đó cho dù cô có lấy đi rút tiền á, cô không có rút được đâu, bởi vì nó cần có mật mã. Lang thang rút tiền bậy bạ, bị tấm cổ như chơi đó. Nè, không có biết thì đừng có móc túi người ta, lấy thẻ ATM nghe. Tôi biết rồi. Ủa mà nè, anh tên gì vậy? Bữa giờ tôi cứu anh mà tôi không biết anh tên gì luôn á. Lỡ mai mốt Diêm Dương hỏi tôi cũng biết đường khai báo chứ. Nhìn điều bộ của anh sao giống nhớ người yêu quá vậy? Yêu ai cũng vậy. Yêu giùm tôi, tôi cảm ơn. Dạ thưa anh, đây là hồ sơ của nhân viên mà anh yêu cầu. Tất cả đã được kiểm tra và ký tên hết rồi ạ. Tôi chỉ kiểm tra lại một số thông tin để xác minh thôi, không có gì đâu. Dạ. Cô ra ngoài đi. À, khoan đã. Dạ anh. Nhớ là không được nói chuyện này cho ai biết. Dạ em biết rồi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, về công tác tại văn phòng luật sư Trần Dí. Tiếp đó, làm việc ở ngân hàng trước khi bị sa thải. Bằng luật sư bị tịch thu vô thời hạn. Rất kỳ lạ. Nếu chỉ là người làm việc văn phòng, sao cậu ta có thể nắm được những tin rất có giá trị trong giới giang hồ như vậy chứ? Là cậu biết sử dụng võ nghệ một cách rất điêu luyện. Xin lỗi, cho tôi gặp Vĩnh An ở bộ phận pháp chế. Anh Vĩnh An trước kia làm việc ở đây, nhưng đã nghỉ làm việc ở đây gần một năm rồi. Hay nói đúng hơn là bị sa thải, bởi vì một vấn đề liên quan đến công việc. Bị sa thải sao? Tôi có thể xác nhận điều này với anh. Vĩnh An không còn làm việc cho ngân hàng của chúng tôi nữa, nên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những việc cậu ta đã làm sau này. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào anh. Nếu như vậy thì Vĩnh An không hề nói dối mình. Nhưng tại sao lại có những thông tin cho là Vĩnh An làm cảnh sát đặc nhiệm? Dũng. Muốn gì đây? Tao mới nghe chú Thiết nói mày vừa xong một giao dịch lớn, bọn mày không tính mời tao một ly để chúc mừng sao? Nhất thiết tao phải mời mày uống rượu sao?
Mày cũng hiểu là tao không cố ý để tao với mày rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Mình là anh em với nhau, đừng vì chuyện tình cảm riêng tư mà lại không nhìn mặt nhau. Nghe mày nói có vẻ mày tôn trọng tình cảm anh em quá ha. Mày là bạn thân của tao, nhất định phải tin điều đó là sự thật. Nếu mày tôn trọng tình cảm anh em hơn là tình cảm nam nữ thì mày trả kim cương lại cho tao đi, đừng bao giờ gặp mặt cô ấy nữa. Dương Dũng à, tao nói cho mày biết, tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tao đã sống bên cạnh cô ấy hơn 10 năm trời, không thể nào thua một thằng từ trên trời rơi xuống như mày. Mày hiểu điều đó mà. Ông chủ, ông chủ, lệnh truy nã đã phát ra khắp nơi, chúng ta không thể bay về Hồng Kông được, phải đi theo đường rừng thôi. Mẹ kiếp, bọn chó săn này cứ bám giết không buông tha. Sự việc hôm trước ở Cổng Chùa đã gây chấn động lớn, đã xảy ra án mạng, hơn nữa sát thủ là người nước ngoài nên chuyện họ phát lệnh truy nã cũng là hết sức bình thường. Em sẽ đón bà chủ với cậu Thạch Anh. Ông chủ hãy cùng chét đi theo đường bộ về miền Tây trước, để chậm hơn chút nữa thì chúng ta không thể nào trở tay kịp. Mày tưởng tao là ai? Tao không phải là người chịu sống chôn trùi trong nhũi ngay chưa? Ông chủ, nhưng mà... Nhân cái gì? Bao lón Thạch Anh về lấy cho tao bằng mọi giá. Sau đó tóm cổ con gái bố già theo luôn. Hà Băng có chống cự, xử luôn cho tao. Ông chủ nói sao? Xử luôn bà chủ à? Còn con gái của bố già, mình đưa qua bên kia làm gì? Lộ ngu. Chỉ cần thằng Thiết nó rời khỏi Việt Nam thì hoặc là nó và con gái nó sẽ chết, hoặc là nó sẽ phải lừa lại cái viên kim cương xanh nó cho tao. Còn bà chủ của mày, mười mấy làm nhờ giúp cơ thể, không làm được tích sự gì. Mày thưởng là tao có thể xài chung Hà Băng với thằng bố già Thiết nó hay sao? Hả? Dạ 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 dạ. Con đã nghiên cứu rất kỹ về những rủi ro và lợi ích nếu chúng ta thu mua lại Hoàng Long. Tốt lắm, nhất định bằng mọi cách phải ép giá. Giám đốc Hoàng Long là một gã ham tiền nhưng đang nợ ngập đầu vì thua lỗ. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Con biết được điều đó chứ. Chính vì vậy mà chúng ta cần có một kế hoạch hợp lý để sau khi thu mua về vẫn sinh ra lợi nhuận, chứ không phải là một mớ giấy trên danh nghĩa. Con thấy chuyện này không cần phải mất nhiều thời gian như vậy đâu. Cứ xử lý chuyện này giống như trước đây con từng làm, dùng vũ lực ép hắn ta ký tên, nhanh, gọn, lẹ. Cách như vậy tuy nhanh nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng được đâu. Lần này chúng ta nên nghe theo ý của Vĩnh An đi. Thôi, tôi có hẹn với chú Trung có việc gì cần bàn. Cậu An. Anh cũng thuộc loại cừ đó nha. Mới mấy ngày trước bị thương mà giờ giống như không có gì hết. Ghê thiệt. Không cần cô phải khen đâu. Tới giờ tôi phải đi rồi. Anh muốn đi đâu thì đi đi, ai thèm giữ đâu, không cần phải hăm dọa. Dù sao thì cũng cảm ơn cô giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Nếu như có cơ hội gặp lại, tôi sẽ đền bù xứng đáng cho. Tôi đây không ham cái sự gặp lại của anh. Chỉ có điều tôi muốn nói với anh một câu. Anh muốn nghe không? Vài ba câu không thành vấn đề đâu. Cô nói đi, tôi nghe mà. Ok.
Tôi không biết anh làm cái giống gì, nhưng nếu có thể anh dừng lại được không? Tại sao? Tôi thấy thần sắc anh không tốt. Tôi sống trong nghĩa địa này nhiều năm nên tôi có thể có giác quan rất đặc biệt. Tôi thấy sinh mạng của anh có những gãy gập, có những bong tróc không thể nào hàn gắn được. Và tôi không có thời gian để nghe cô nói nhảm đâu. Trong đây có 100 triệu. Cô tìm thùng ATM đúng màu đúng mã và nhét vô. Nhớ bỏ vô máy và làm theo chỉ dẫn của nó. Nhớ nhanh gọn lẹ, đừng để cái máy nó nuốt thẻ ATM. Mật mã của nó là 。Cô cậu. À, mời cô cậu vô. Em ngủ ngon nha. Mai gặp lại. À, em... Anh khoan đi đã. Em có điều này muốn nói với anh. Lúc ở dưới quê, khi cùng nhau ngắm bình minh, anh đã nói với em là em đừng sợ hãi. Anh sẽ không rời xa em, sẽ mãi mãi ở bên em. Em muốn biết lời nói này giờ còn tác dụng không? Tất nhiên rồi, nó sẽ luôn còn tác dụng suốt cuộc đời anh. Hôm nay em nói thật lòng với anh. Trước đây em có rung động bởi Cao Bằng, nhưng em nghĩ đó chỉ là ngộ nhận một chiều của tình yêu. Cho đến khi anh xuất hiện, tuy không lập tức em có thiện cảm với anh, nhưng rốt cuộc trái tim em đã mách bảo là em... Em cũng biết sẽ rất khó khăn cho anh nếu như bà biết chuyện của chúng ta. Từ trước tới nay em luôn là bảo bối của ba. Điều này em nhận thức được. Ba sẽ không dễ dàng trao em cho ai khác hết. Kim Cương à, anh rất mừng vì em hiểu được điều này. Vì ba rất thương em cho nên ba nhất định sẽ tôn trọng quyết định của em. Tình yêu là điều kỳ diệu, là thứ duy nhất khiến em không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vĩnh An, anh có muốn suốt đời này bảo vệ em không? Anh rất muốn. Anh chỉ sợ là anh làm em tổn thương. Nếu chỉ vì sợ phải tổn thương mà không dám yêu anh thì em cũng không xứng đáng có được hạnh phúc. Kim Cương à, em là một cô gái đầu tiên làm cho anh xúc động. Yêu em.
Cha nội này bị gì vậy ta? Bị truy sát cho tới vậy đó mà vừa khỏe một cái á là ló mặt ra cho bị tóm hay gì á? Không lẽ không sợ chết hả? Còn có ông già nát rượu của mình á, chừng nào mới được thả đây? Mà mấy người này cũng lạ, hứa là không có còng đầu ông già mình rồi. Nè cô kia, giờ này không về nhà đi lang thang chi vậy? Ủa, đây là chỗ công cộng mà, tôi ngủ ở đây được không? Được cái gì mà được. Công viên này á, là do những người già giàu, người ta góp tiền lại người ta làm. Mục đích á, là để cho con cháu của họ có nơi an toàn để mà chạy nhảy, chứ không phải dành riêng cho cô đâu nghe. Cô làm ơn đi chỗ khác đi, để người ta mà nhìn thấy cô nằm lăn lóc như vậy như ăn xin ăn mày thì phiền lắm. Nè, chú nói cái gì chú nói lại tôi nghe coi. Ai ăn xin ăn mày ở đây? Không phải sao? Nếu mà có nhà có cửa đàng hoàng á, đâu có lang thang trong công viên này là cái gì. Mà thôi, sao cũng được hết á. Cô đi đi, nếu không á là tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Họ cũng có thể tình nghi cô là kẻ gian, còng đầu cô giao cho công an để xử lý á. Thôi cô đi đi, đi giùm tôi cái đi. Em chuẩn bị ngủ rồi. Anh đã về nhà chưa? Anh đã về tới nhà rồi. Tự nhiên anh thấy nhớ em quá. Lúc nãy anh chạy xe trên đường, anh cảm thấy hối hận lắm. Em có biết không? Anh hối hận chuyện gì? Tại sao anh lại không cãi lời chú Thiết, bất chấp mọi thứ đưa em về quê lần nữa? Anh nhớ cái thời khắc yên bình đó. Mỗi ngày mở mắt ra đều được nhìn thấy em bên cạnh. Thôi được rồi, để khi nào xong việc em sẽ xin ba để anh đưa về quê chơi một lần nữa nha. Ừ, anh sẽ chờ mà. Mưa rồi, em phải xuống nhà đón Ruby đây. Ngày mai mình gặp nhau nha. Vĩnh An, em yêu anh. Em cẩn thận. Nhớ là chỉ đứng trong căn biệt thự, không được ra ngoài đường đó biết chưa? Biết rồi. Vậy nha, bye. Có cái công viên à, bỏ không? Cũng cho mình trú mưa nữa. Không cho người ta ngủ qua đêm được luôn á. Đúng là tụi nhà giàu, toàn là thứ không tim mà. Đau bụng quá. Mày là ai chứ? Trăn gấu mà. Mày không được xỉu ở đây. Xỉu ở đây là mất mặt lắm. Đừng có xíu nha.
Lạ thiệt. Mới nằm ngủ chút xíu mà đã nằm mơ. Lại còn nằm trong cái phòng đẹp như vậy nữa. Hồi nào giờ đâu có mơ giấc mơ sến súa gì đâu trời. Tỉnh dậy đi Trang Gấu ơi. Ủa, chị tỉnh rồi hả? Ủa, tôi đang ở đâu vậy? Chị không nhận ra tôi hả? Tối hôm qua chị đi ngang qua biệt thự nhà tôi rồi bất tỉnh luôn trước cổng. Chị làm tôi sợ muốn chết luôn vậy á. Tôi tính đưa chị vô bệnh viện, nhưng mà miệng chị cứ kêu đói hoài, cho nên tôi lấy cho chị 2 ly sữa. Hả? Cái gì? 2 ly sữa? Chị uống hết luôn á. Mình còn uống sữa nữa chứ. Từ nhỏ tới giờ có bao giờ mình đụng tới thứ này đâu trời. Chị đã khỏe hẳn chưa? Chắc là chị đói cho nên chị xỉu thôi, không có cần phải uống thuốc đâu. Em gái tôi á đang lấy đồ ăn cho chị đó. Ủa mà đây là đâu vậy? Thì nhà tôi, phòng của tôi á. Gì vậy? Đồ tôi đâu? Thì đồ của chị ướt nhẹp mà nên tôi thay rồi, tôi cho người giặt rồi. Sao vậy? Trời ơi hả, chị có biết là tôi với em tôi phải lựa dữ lắm mới có bộ đồ vừa sai chị á. Cô thay đồ cho tôi hả? Sao vậy? Chị sao vậy? Chị không sao chứ? Chị Hai ơi. Chị Hai. Ruby à? Cơm có rồi nè, mà có nước cam nữa. Đây chị bưng cho. Em mang nước cam cho chị uống đi. Dạ. Chị ơi, chị uống miếng nước cho khỏe đi chị. Món này mày ăn bao giờ chưa? Tao mới ăn lần đầu á, ngon giả mang luôn. Ăn đi. Chị cho em hả? Ừ, thử đi, ngon lắm. Nhưng mà chị có hại em không? Trời. Là chị. Là cô. Ủa, bộ hai người quen nhau hả? Bắp sao? Ê chị. Anh nhớ mà. Một chút nữa anh sẽ qua đón em. Em cũng phải nhớ bạn trai của em là một người chưa bao giờ trễ giờ, dù chỉ một phút đó. Có gì anh gọi là sao nha. Mày và Kim Cương đã chính thức qua lại với nhau rồi sao? Dũng à, tao với mày có thể không bàn tới chuyện đó được không? Tao biết là mày rất khó xử, nhưng mà tao với Kim Cương á cũng khó xử ngay như mày. Tao đã từng cho mày sự lựa chọn, và mày đã chọn phụ nữ mà quên đi tình cảm anh em bao nhiêu năm. Có đúng như vậy không? Dũng à, mày đừng có nói nữa. Từ đây về sau, tao sẽ không bao giờ xen vào những chuyện vô lý như vậy nữa. Nhưng tao cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hai người yêu nhau cũng có thể sẽ chia tay, thậm chí mày và Kim Cương nắm tay vào lễ đường, tao cũng không tin là hai đứa mày được hạnh phúc đâu. Đó là tình yêu của mày sao Dũng? Tình yêu của mày không phải là mong cho Kim Cương hạnh phúc, mà mày chỉ làm mọi cách để chiếm hữu được cô ấy. Đến khi mọi thứ không như mong muốn của mày, thì mày lại mong Kim Cương gặp bất hạnh để mày hả hê bản thân của mình. Đó gọi là tình yêu à? Mày là một kẻ ích kỷ. Tao ích kỷ? Kỳ lạ thiệt. Mày mới là thằng ích kỷ. Tao khuyên mày nên tìm cách cư xử làm sao cho tử tế. Tao đưa mày vào công ty này được, thì tao cũng có thể hất mày ra khỏi công ty này mà không cần phải suy nghĩ.
Mất mặt quá. Chị em con nhỏ đó chắc chắn nó nghĩ mình là đã ăn cắp lừa đảo nó lấy sợi dây chuyền. Bây giờ mình phải làm sao đây trời? Chị đã khỏe hẳn chưa? Chắc là chị đó cho nên chị xỉu thôi, không có cần phải uống thuốc đâu. Em gái tôi á đang lấy đồ ăn cho chị đó. Người ta đối xử tốt với mình như vậy, nếu như mà mình lấy sợi dây chuyền này thì cả đời mình sẽ sống ray rứt. Thiệt cái tin. Anh đó, lo bận công chuyện cho ba thì không cần phải chiều em như vậy đâu. Em ở nhà cũng không có buồn, còn có Ruby trò chuyện bên em nữa mà. Chứ bắt anh làm nhiều chuyện như vậy anh sẽ mệt lắm đó. Em á, chính là liều thuốc của anh. Chỉ cần được gặp em là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Mà anh nè, anh vẫn chưa nói cái bí mật của em cho ai đúng không? Chưa. Anh, em nghe nói á, ba chuẩn bị thu mua lại mấy công ty. Hôm qua em thấy có một vài người tới tìm ba. Em thấy họ tội nghiệp lắm. Anh An à, liệu lần này á, ba có làm gì quá đáng không? Chắc em đã từng nghe, thương trường như chiến trường. Cuộc chiến đó không chừa bất kỳ một ai. Dù ba em có đứng ngoài cuộc cũng không có cách nào thoát được. Trong cuộc chiến này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể giành chiến thắng. Nhưng tại sao nhất thiết phải như vậy? Mỗi người nhường nhịn một chút, ai cũng kiếm được cơm ăn, có phải vui hơn không? Trong cuộc sống có một thứ không thể dừng lại được, đó chính là tham vọng của con người. Không phải ai cũng có thể suy nghĩ được như em đâu. Chỉ cần em không giống họ là anh hạnh phúc lắm rồi. Anh An à, anh đã hứa với em là sẽ tìm mọi cách để ba không nhúng tay vào sai lầm nữa. Anh nhất định làm được phải không? Phải không? Anh hứa. Hiện tại thì anh đang cố hết sức để việc thu mua theo hướng phù hợp và an toàn nhất. Anh sẽ không để bất kỳ ai phải tổn thất. Em tin anh. Mà chừng nào anh mới chịu đưa em về thăm ông bà ngoại vậy? Anh hứa rồi mà. Để có thời gian rảnh đi, anh sẽ đưa em về liền. Bữa sau anh dẫn em đi ăn kem nữa nha. Anh à, gần 2 tuần rồi nha. Em còn tưởng anh giận em cả đời này không chịu bước chân vô nhà nữa chứ. Em cũng còn muốn gặp lại anh sao? Vậy mà anh cứ tưởng là mình phiền phức. Lúc nào em cũng muốn tránh né, rời xa anh. Anh Dũng, chưa bao giờ em muốn anh biến mất hết đó. Anh đó là anh trai của em mà. Có anh ở bên cạnh, em cảm thấy vô cùng tin tưởng. Nhưng rất tiếc, anh không cần cái thứ tình cảm giữa anh trai và em gái. Em có thể yêu thương, tìm cảm giác khác, anh chấp nhận. Nhưng mà nè, anh sẽ luôn chờ đợi em. Anh tin là một ngày nào đó em sẽ hiểu được tình yêu mà anh dành cho em là lớn như thế nào. Dũng à, mày đừng làm khó Kim Cương. Tao với cô ấy đã có hứa hẹn với nhau. Cô ấy chưa bao giờ yêu mày, đó là sự thật. Mày có tin tao bắn bể đầu mày không? Anh có tao ở đây, ai cho phép mày lên tiếng?
Anh Dũng à, đây không phải là lần đầu tiên em chứng kiến anh kiểu thô lỗ như vậy. Tuy nhiên em có thể thông cảm bởi vì tính chất công việc của anh, nhưng anh hành sự kiểu này với anh An em không thể nào chấp nhận được. Vậy em có hiểu được cảm giác của anh hay không? À quên, em là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì làm sao mà hiểu được cảm giác của người khác. Em muốn gì được nấy mà. Nhưng mà tôi xin thề, một ngày nào đó các người sẽ hiểu được cảm giác của tôi như bây giờ. Chịu vô nhà chơi, có chị hai của em ở trong nhà nữa đó. À, chú, đây là bạn của con á. Ờ, vậy hả? Vô nhà đi chị. Vô đi. Em và con bay về bến trước, anh còn một số việc cần giải quyết. Với máy bay anh đã lặt sẵn rồi, ngày giờ xuất phát thằng Cấu nó sẽ báo cho em biết. Mười mấy năm trước anh ép em đi làm vợ người ta để giúp anh. Bây giờ anh ép em quay trở về đó, trong khi em chưa nắm một thứ quý giá gì trong tay hết. Không lẽ suốt đời em chỉ bị ép thôi sao? Em nói là em bị ép suốt lời nghĩa là sao? Em chưa thể rời khỏi bố già trong lúc này. Em đã mất công làm vợ hắn hơn mười mấy năm, dẫu sao em phải có được cái gì trong tay chứ. Không lẽ em bỏ đi với hai bàn tay trắng sao? Mục đích của chúng ta là tìm kiếm và lấy lại viên kim cương xanh, cho tới bây giờ là thực hiện được lâu. Em còn trách anh à? Em cũng đã làm hết sức mình rồi. Sự hết sức của em chỉ là vô tích sự thôi. Thôi được, nếu em còn lưu luyến thằng bố già đó thì em cứ ở lại, còn con của anh sẽ về bên trước. Lạ lên lúc phải nói cho nó biết ba của nó là ai rồi. Em không đồng ý. Thạch Anh nó chưa hiểu chuyện nên nó không thể nào hiểu được sự thật. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận anh một cách dễ dàng như vậy đâu. Nếu em không muốn lối gia liệu đó thì anh định làm gì? Chị uống nước đi. Ừ, được rồi. Chị khỏe hẳn chưa vợ? Hôm đó chị bỏ chạy đi, chưa kịp ăn gì hết, cho nên làm tôi sợ chị đi giữa đường chị lại ngất xỉu á. À, xin lỗi. Thực ra tôi đến đây để trả lại cái này. Ruby có nói với tôi, với lại hôm đó chị về nhanh quá nên tôi cũng không có kịp hỏi. Lúc mà mất sợi dây chuyền á, Ruby nó buồn lắm. Chị đừng có lo, chị đã tìm lại giúp nó rồi. À, với lại á, để tôi gửi chị ít tiền coi như là chuộc lại sợi dây chuyền này. Chị thấy làm sao? Tiền chuộc á? Ừ. Chị, cái sợi dây chuyền này á là của ba tặng cho em đó.
cho nên nó rất là quan trọng đối với em. Bây giờ á, chị tìm lại được cho em rồi, chị cho em chuộc nha. Bao nhiêu tiền em cũng chuộc hết. Thôi, tôi không có lấy tiền chuộc đâu. Cái này là của hai người. Tôi về đây, tôi xin lỗi. À, chị chị ngồi lại đi. Sau này á, chị có muốn cứ tới đây chơi với chị em tôi bất cứ lúc nào cũng được hết á. Tôi tên là Kim Cương. À, còn em đó là Ruby. Còn chị tên gì? Hôm trước á, chị cứu tôi mà tôi chưa có kịp hỏi tên chị. Tôi tên Trang, nhưng mà ở nhà ông già tôi gọi tôi là Trang Gấu nên tôi nhận luôn. Tên Gấu hả chị? Vậy là từ giờ em sẽ gọi chị là chị Gấu. Dễ thương mà. Thì Gấu á là một con vật đáng yêu mà, không sao hết. Chị Trang nè, tôi cảm ơn nhiều nha. Không ngờ không những chị cứu mạng tôi mà còn tìm được đồ vật cho Ruby nữa. Thực tình tụi tôi không có biết làm cái gì để cảm tạ chị nữa hết á. Đừng nói vậy. Tôi chị hai. Chị hai đeo giùm em đi. Rồi, đẹp rồi. Chúc mừng cô Út đã tìm lại được sợi dây chuyền. Tôi phải về rồi. Có dịp gặp lại sau ha. Hay để hai chị em tôi đưa chị ra cửa. Đi. Ra nước ngoài với em và Ruby đi. Em sẽ nói với ba em cần một vệ sĩ ở bển. Chỉ cần có anh và Ruby thì dù đi đâu em cũng cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Em đã nói sẽ chờ đợi anh, vậy tại sao? Tại sao em lại thay lòng?
Con có suy nghĩ kỹ cái chuyện mà chú nói với con chưa? Dạ rồi. Nhưng mà chú ba, con xin chú cho con một chút thời gian nữa. Công ty đó không hẳn là hết đường cứu, vẫn có cách là để cho họ kinh doanh theo con đường hợp pháp, nhằm giảm tội trạng cho ông Thiết sau này đó chú. Vĩnh An à, chú thật tình không hiểu con. Con đâu phải mới thực hiện nhiệm vụ lần đầu đâu, nhưng mà sao lần này chú thấy có điều gì đó bất thường lắm. Có gì đâu chú, con vẫn làm nhiệm vụ bình thường mà. Con nên nhớ, chúng ta là những người thâm nhập để mà tìm chứng cứ, chấm hết. Nhiệm vụ của con cũng sắp hoàn thành. Vụ án tên trùm Chu San Hen đang ở Việt Nam, đang được cấp trên rất là quan tâm, và cấp trên cũng đã bằng lòng để cho con tham gia chuyên án này. Con thấy có khó khăn gì không? Chú ba, có chuyện này con cần phải nói cho chú biết. Con nghĩ là tên trùm Chu San Hen có liên quan tới ông Thiết, và đặc biệt là Di Kim Cương Sanh mà chú đã từng nói với con. Điều này thì chú đã biết, chuyên án cũng đã được thành lập và nắm rõ, con không cần phải nhắc lại. Nếu chú cho con trụ thêm một thời gian nữa, nhất định con sẽ tìm ra được bằng chứng hữu hiệu để tóm gọn tên trùm quốc tế nguy hiểm này. Chú ba, chú phải tin con nghe chú. Chú tuyệt đối tin con. Duy chỉ có chút băn khoăn. Nếu... Ủa? Mày nói mày dẫn Vĩnh An đi cùng mà, sao tao không thấy đâu hết vậy? Dạo này công ty cũng có một số chuyện quan trọng, cho nên Vĩnh An hơi bận. Nhưng mà tao hứa lần sau sẽ rủ Vĩnh An theo. Rủ thêm một số bạn bè thân thiết, họ còn đi học, làm bữa tiệc quanh tráng luôn, đồng ý chứ? Ok. Hôm trước tôi nghe mày nói Vĩnh An từng thi vào trường đại học an ninh. Phải, ngoài ra nó còn đặt thủ khoa nữa đó nha. Mà có lẽ nó đang học thêm văn bằng 2 ở bên khoa luật mà mình không biết. Thằng Vĩnh An đúng là không hổ danh, nó quả là thần đồng của trường mình, học hành và sự nghiệp đều rất giỏi. Nhưng mà học đại học an ninh chưa chắc gì ra trường sẽ làm cảnh sát, đúng không? Điều này cũng đúng. Có lẽ nó rẽ ngược đường, cho nên học xong nó mới hiểu nó không hợp với nghề cảnh sát. Đây. Ba hả ba? Ừ, ba đây con. Ba. Con gái. Ba. Ba ngồi đi ba. Ừ. Ba, mấy tuần nay á, ba bận quá, còn không có gặp ba. Ba có nhớ con gái của ba không? Nè, Kim Cương. Dạ. Con đang hạnh phúc lắm phải không? Nhìn vô mắt con, ba thấy rõ điều đó đó. Ba, ba không ngăn cản chuyện tình cảm của con với anh Vĩnh An chứ? Ba, ba không làm khó ảnh trong công việc chứ? Nè, chỉ cần con gái ba vui á, ba đủ hạnh phúc lắm rồi. Ba còn cảm ơn cậu ấy đã thay ba chăm sóc con chu đáo nữa chứ, giúp con tươi tắn,
và mạnh mẽ như hiện nay. Ba kỳ quá, ba làm con mắc cỡ quá. À, phải rồi, Kim Cương. Dạ. Nè, chuyện lần trước ba hỏi con về viên kim cương xanh đó. À, Vật đã trao tặng rồi, không có được thắc mắc nữa đâu ba. Ờ, nhưng... Nhưng cái gì? Đó... Không có được nhưng. Con không có chấp nhận chữ nhưng của ba đâu. Bởi vì vật đó không còn thuộc sở hữu của con nữa. Hả? Con đã đem tặng cho một người. Cái gì? Khốn kiếp này, mày dám hành hung con tao hả? Bữa nay mày tới số rồi. Tại sao tao phải tống cổ mày ra khỏi nhà? Đi, mày buông tao ra đi. Người ra khỏi nhà là bà với Thạch Anh chứ không phải là tôi. Cái gì? Tại sao mẹ con tao phải ra khỏi nhà? Đồ hỗn láo, tao phải dạy cho mày một bài học mới được. Anh đánh ra đi. Tôi chịu đựng quá đủ rồi. Người ra khỏi nhà là ba với Thạch Anh kìa. Nó không phải là con ruột của ba tôi. Tại sao cứ ở đây ức hiếp tôi hoài vậy chứ? Mẹ, nó nói cái gì vậy mẹ? Đi ra khỏi nhà đi. Đồ mất dạy, tao phải giết mày. Quỳnh ơi mẹ, thôi. Ông tôi chết đi mẹ. Giết mày. Ông tôi chết đi mẹ. Chết đi. Ông tôi đi. Ông cỏ đi mẹ. Bắn cho nó chết luôn đi. Mẹ, mạnh lên. Đúng rồi. Ông mạnh lên mẹ. Hà Bác, mà làm cái gì vậy hả? Chú Bi, cô làm cái gì vậy hả? Chú Bi, chị muốn giết chết em gái tôi hả? Chị hai, chị hai, bà lừa ba mình đó chị hai. Em nói cái gì vậy? Thật anh không phải là con ruột của ba mình. Nó không phải là con ruột của ba mình. Em nói thật không? Mày giỏi lắm, mày dám đặt điều cho tao. Tao sẽ nói chuyện này với ba mày để coi ba mày dạy dỗ mày như thế nào. Đi vô con. Dạ. Em sao rồi? Sao nữa rồi, chị sẽ không để dì Hà Băng và Thạch Anh làm hại em nữa đâu. Em đừng sợ nha. Chị hai, em xin lỗi chị hai, vì đã giấu chị hai tất cả chuyện này. Thật ra là em đã biết hết sự thật, nhưng mà em không dám nói. Ruby, em biết chuyện gì cứ kể cho anh chị nghe. Anh hứa sẽ không để ai làm hại em đâu. Đừng sợ nha. Nói đi em. Dạ, chuyện là em đã biết anh Cao Bằng với dì Hà Băng có âm mưu từ trước, nhưng mà em không thể nào nói được. Tại vì anh Cao Bằng là ân nhân đã cứu mạng em rất là nhiều lần.
Hôm đó em ở ngoài giường, em ngủ quên nơi góc nhỏ của riêng mình. Dì Ban không hề biết là em đã nghe được chuyện gì, nhưng mà rõ ràng là em đã nghe được. Dì nói chuyện điện thoại với ai đó, là Thạch Anh là con của anh. Rồi em sẽ đưa nó về cội nguồn, chỉ cần anh cho em thời gian là đủ. Rồi sau đó dì nói một tràng tiếng nước ngoài, em không có hiểu gì hết. Ruby à, em biết chuyện này, tại sao không nói sớm cho chị biết? Em có biết là càng im lặng thì càng nguy hiểm hơn không? Tại vì em không dám nói. Em không có dám nói mà chị hai. Với lại chị quý mến anh Cao Bằng như vậy, nếu như chị biết được ảnh là người xấu thì chị sẽ buồn lắm. À chị hai ơi, hình như là anh Cao Bằng đã về rồi, nhưng mà em không biết là anh đang ở đâu nữa. Dì đã nhớ được khách hàng thật sự rất là tốt. Em cố gắng nha. Dạ. Về bên phòng của anh. Vào đi. Chú, có chuyện gì sao chú không gọi con lên văn phòng mà chú lại trực tiếp xuống đây? Cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại kiểm tra lý lịch của Vĩnh An? Thưa chú, con là người đã đưa Vĩnh An vào công ty, cho nên con nghĩ là con phải có trách nhiệm với chuyện này. Nếu bây giờ con phát hiện cậu ấy có gì đáng nghi ngờ hoặc là dối trá gì đó thì mình ngăn chặn từ bây giờ vẫn còn kịp. Dương Dũng, chú đã nhiều lần nói với con về vấn đề này rồi, con không cần suy nghĩ lung tung kia mà. Con đã giới thiệu Vĩnh An cho chú, nhưng để cậu ta làm việc ở công ty, giao cho cậu ta trọng trách gì là do bản thân chú quyết định, có đúng không? Dạ, con biết. Nhưng con... Con đang mất lòng tin ở Vĩnh An, có phải vậy không? Nguyên nhân từ đâu? Nói cho chú biết, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Nếu nói thật, mình điều tra vì ghen tức cậu ta chiếm đoạt kim cương, thì chú Thiết càng mất lòng tin với mình hơn. Thôi, cứ đợi có đầy đủ bằng chứng trong tay, mình sẽ dịch mặt nó ra cũng chưa muộn. Dạ, con chỉ đề phòng thôi, chứ không có nghi ngờ gì hết. Tập trung vào công việc đi, đừng để ý chuyện ngoài lề nữa. Chiều nay bên Hoàng Long có hẹn với chúng ta, chú không muốn chuyện thu mua lần này thất bại. Con chuẩn bị đi. Dạ. Con không tin tôi. Rồi có ngày ông sẽ phải hối. Em còn nhớ tới chuyện Cao Bằng sao? Em xin lỗi vì đã không kể cho anh nghe chuyện em có tình cảm với anh Cao Bằng. Thực sự thì sau khi biết anh ấy tiếp cận ba em với một mục đích không tốt,
thì em đã quyết tâm từ bỏ tình cảm đó rồi. Anh biết chuyện em với cậu Bằng, cho nên em không cần phải nói những lời rạy rứt nữa đâu. Anh biết thật sao? Anh đã để ý em từ rất lâu rồi, nên mọi chuyện của em làm á, mỗi lần em cười hay là em châu mày khó chịu, anh đều biết hết đó. Anh Nang, em nghe chị Ruby kể, khó trách em lại thấy bất an. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cho dù Cao Bằng có trở về thì mọi chuyện cũng không còn như xưa nữa. Có người theo dõi, gặp chỗ khác. Ruby, Ruby, cổ con bị làm sao vậy? Dạ, em Ruby á, không cẩn thận cho nên bị người ta giật đứt sợi dây chuyền đó ba. Nhưng mà không sao hết, sợi dây chuyền chỉ bị đứt thôi, nhưng mà không bị mất. Giật dây chuyền à? Ngày nào cũng có tài xế đưa đón tới trường, tại sao lại bất cẩn để gây thương tích như vậy chứ? Dạ, con xin lỗi ba. Anh à, tội phạm bây giờ nó manh động lắm, con nó còn nhỏ thì làm sao mà đề phòng được. Anh đừng có la con, làm cho nó sợ thêm. Em đưa Ruby đi gặp bác sĩ, nói họ kiểm tra xem còn thương tích chỗ nào hay không. Vết thương nằm ở bên trong mà không nhìn thấy sẽ nguy hiểm lắm đó. Ba ơi, không cần đâu ba. Dạ được, em đưa con đi liền. Con muốn làm gì? Tôi không lên tiếng cho ba biết sự thật, chắc gì ngạc nhiên lắm hả? Hay gì nghĩ tôi sợ sệt nên không dám nói? Cô đang muốn ám chỉ điều gì? Cô nên nhớ, tôi là mẹ kế của cô, và cũng là bà chủ của căn biệt thự này. Dì còn dám khẳng định nữa hả? Dì đã làm chuyện vô cùng có lỗi với ba tôi, ép ba tôi trở thành quạ nuôi tôi hú suốt 11 năm trời. Giờ dì còn dám lớn tiếng để nói về nghĩa vụ của một người mẹ kế nữa sao? Nè, cô đừng có vu khống. Cô có chứng cứ gì hay không? Dì có tin là bây giờ tôi bước ra ngoài kia, chỉ cần tôi nói với ba tôi một tiếng, đưa Thạch Anh đi thử ADN, thì dì biết hậu quả sẽ lớn như thế nào không? Cô đang hăm dọa tôi sao? Tôi không hăm dọa. Tôi chỉ yêu cầu dì, dì nên biết điểm dừng ở chỗ nào, để mọi việc không vượt quá tầm kiểm soát, sau này ân hận sẽ không kịp nữa. Tôi không muốn ba tôi thêm buồn, thêm tức giận vì người vợ đang tâm phản bội. Dì cũng hiểu tính của ba tôi rồi đó, phải không? Vậy tôi sẽ cho dì thêm thời gian, hãy lặng lẽ thu xếp việc này cho ổn thỏa, đừng làm tổn thương thêm bất kỳ người nào khác nữa.
Kim Cương. Anh làm em hết hồn mà. Có chuyện gì vậy? Kim Cương à, lúc nãy có người đi theo em hả? Vừa thấy anh em hết cả hồn vậy. Không phải là một ngày hay một buổi. Nếu ngày nào bọn họ chưa tìm thấy thứ cần tìm thì họ tuyệt đối không bỏ qua cho em đâu. Em là sinh mạng của ba, là điểm yếu của ba. Điều này em nhận thức vô cùng rõ. Anh sẽ nói với chú Thiết giảm thời lượng công việc lại để túc trực ở bên em. Kim Cương à, để đề phòng bất trắc, anh nghĩ là từ giờ trở đi em phải hạn chế ra khỏi nhà. Đây cũng không phải là biện pháp tốt. Nếu đó là những kẻ khó đối phó thì dù ở trong nhà em cũng không được an toàn. Em nói đúng lắm, anh sẽ suy nghĩ thêm. Anh có cách này. Hay là em để chồng công an đi, như vậy mới an toàn tuyệt đối. Anh này cứ giỡn với em hoài, em không có giỡn nữa. Vĩnh An, em đang suy nghĩ tới chuyện giao công an xử lý chuyện này. Anh thấy em có nên làm như vậy hay không? Giao cho công an. Không phải là em... Anh đoán đúng. Nếu phải trình bày việc này với công an, chắc chắn em phải giao cho họ viên kim cương xanh. Em không dám hỏi ý ba, vì em biết chắc ba sẽ không chấp nhận. Em bây giờ rất rối trong lòng. Anh cho em một lời khuyên đi. Tạm thời chuyện này để anh dò hỏi ý của ba em đã. Em cũng biết đó không phải là viên kim cương tầm thường. Nếu chú Thiết biết em coi thường báu vật này thì sẽ khó lòng tránh khỏi cơn thịnh nộ. Kim Cương à, em đừng hành động vội vàng. Để anh tính cách, chỉ cần em cho anh thêm một chút thời gian. $200,000 luôn. Khi lão chú ôm được Thạch Anh trong tay và nhìn thấy xác của Hạ Băng tại biên giới. Bao người đó ông anh? Còn tạo thêm cuộc tẩu thoát của ông anh và cậu chủ Thạch Anh của tôi nữa. Giá như vậy là quá rẻ rồi. Phản bội bố già Thiết, còn chắc cái chết cũng không xa. Chắc ông anh hiểu quá rõ điều này. Mày giả tâm và tham lam quá lo chuồng mèo. Ông anh cũng có tấm lòng y như vậy mà, đúng không? Mà thôi, móc mẹ nhau không phải là tính cách của các ông trùng. Rút lại đi, $600,000 đô. Tôi sẽ làm trọn khối, đưa cậu chủ Thạch Anh về cùng sức khỏe và con tóc. Đồng thời, xây một yên mã để cho bà Hà Băng trong khu vực biên giới, được chưa? Thôi lượt. Nhưng nếu công việc không lạc, một lồng xu cũng không có nghe. Tới giá mà ông anh mua được sự phản bội của tôi đối với bố già như vậy không có quá đắt đâu. Nhanh lên. Trời ơi, đi hết đoạn đường này, đi thẳng là qua đường biên giới. Tôi đưa cô tới đây thôi, tôi sẽ quay về. Số tiền này không phải nhỏ,
đủ để cô sống một cuộc đời sung túc. Anh cũng biết tôi mới sinh còn yếu mà. Tôi đi từ sáng tới giờ, làm sao tôi đi nhanh giống anh được. Trời hả? Trời hả? Buông ra! Anh buông ra! Đứa quái! Đứa này là đâu? Buông ra! Chú, sao có chuyện gì? Gần đây nhiều kế hoạch quan trọng của công ty Kim Cương đều giao cho Vĩnh An. Con thấy như vậy là không nên. Dù sao thì cậu ta cũng là nhân viên từng bị người ta sa thải, chúng ta cũng nên đề phòng một chút. Có thể không có ý gì hết, nhưng mà mình đầu tư lòng tin vào một người duy nhất. Lỡ như có xảy ra chuyện gì, người thiệt thòi vẫn là chúng ta. Dương Dũng, cậu có vẻ không vui vì tôi đã đồng ý để Vĩnh An qua lại với Kim Cương, phải không? Ờ, còn tình cảm của cậu dành cho con gái của tôi, lẽ nào người làm cha như tôi lại không biết? Nhưng Dương Dũng mà, thất tình không phải là tận thế đâu con. Con còn có công việc, còn đủ sức để chứng tỏ thực lực của mình. Dạ. Dẹp bỏ chuyện tình cảm ra khỏi đầu đi. Kim Cương nó vẫn coi con như là một người anh. Đừng đánh mất sự tôn trọng sâu cùng trong lòng nó, vì đến lúc đó khó có lòng cứu vãn nổi đâu. Khuyên em nên đợi một thời gian để hỏi ý kiến ba về chuyện này, nhưng em thấy không cần thiết nữa. Mục tiêu của họ chính là viên kim cương xanh. Nếu giao cho họ thì tất cả mọi rắc rối sẽ chấm dứt. Em đã quyết định rồi, anh có ủng hộ em không?
Anh Dũng, anh tới từ lúc nào vậy? Em mới vừa nói cái gì? Thì ra em đang giữ trong tay là viên kim cương xanh. Anh Dũng à, em... Anh Dũng... Thì ra là như vậy. Cả Vĩnh An cũng biết, chỉ có tôi là không biết. Anh Dũng, anh Dũng à, anh Dũng. Làm một phát đi. Cảm ơn. Có nàng Bạch Tuyết thế kỷ 22 ở trọng đó, phê lắm, không thua nhập cõi niết bàn đâu. Cảm ơn. Ảo giác không phải là tính cách của tôi. Tôi thích tính cách của ông rồi. Nếu ông không thích, tôi không ép. Bây giờ sao? Những thứ ông cần tôi đã có rồi. Tiền đâu? Để tôi xem. Đời là cái chó gì? Phê Bạch Tuyết như tao có hay hơn không? Nhìn đi, chất lượng là số một. Đạn trong nòng đã sẵn sàng. Thằng này đã nhận lời tìm hàng là phải uy tín. Có muốn thử thì phải tìm chỗ mà thử. Đừng để cớm nó tóm cổ. Lúc đang thử hàng là hoang mang lắm đó. Sao? Đúng hàng không? Ok, được rồi. Thằng này chưa bao giờ buôn bán gặp trường hợp như vậy. Nhưng được rồi, tôi tin vào ông. Em nói có được không? Hả? Anh đứng lại đi. Anh đứng lại. Anh cũng phải nghe em nói đã chứ. Cô muốn nói cái gì nữa? Không phải là từ trước tới bây giờ cô chưa bao giờ muốn cho tôi biết những chuyện xung quanh của cô. Vậy thì im lặng luôn đi. Đừng bao giờ nói ra nữa. Hãy giữ kín bí mật và trao cho những người mà cô cho là tin tưởng đó. Anh Dũng à, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, anh không có hiểu tính em hay sao? Tôi chỉ là một thằng ngu thôi. Anh... Lúc nào tôi cũng lo về sự an nguy của cô. Tôi sợ bị người ta hiểu lầm. Tôi chỉ lo cho sự an toàn của cô. Cuối cùng tôi chỉ là một con cờ trong mắt của cô thôi. Bây giờ thì tôi mới hiểu được câu nói cha nào thì con nấy. Anh... Tôi hiểu rồi. Anh nói cái gì vậy? Tại sao lại đụng chạm tới ba em? Từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ cô là một đóa hồng trong vườn đầy cỏ úa. Cô khác với bất kỳ ai trong biệt thự này. Nhưng mà thật ra cô rất giống với cha cô, là bố già đó. Mà là một người rất tàn nhẫn, rất thông minh, và lúc nào cũng tỏ ra mình là một người thanh cao. Hả? Anh Dũng, anh nói quá lời rồi đó. Nói quá hả? Đến giờ phút này tôi mới biết là mình bị sỏ mũi. Như vậy có quá muộn màng hay không? Anh Dũng, nếu anh muốn biết thì em sẽ nói hết cho anh biết. Phải, viên kim cương xanh mà người ta điên đảo tìm kiếm, em biết nó đang ở đâu. Tuy nhiên em không thể nói ra được. Đúng, làm sao cô có thể nói cho tôi biết được? Nhưng cô có thể nói cho thằng Vĩnh An biết, bởi vì cô rất tin tưởng nó. Em không muốn gây thêm rắc rối nữa. Em sẽ giao cho chính quyền để họ định đoạt nó. Em không muốn liên lụy bất kỳ ai. Viên kim cương đó đã gây phiền lụy và làm nguy hiểm rất là nhiều người. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Em giao cho công an. Phải. Dương Dũng. Ba. Cậu về trước đi. Tôi có chuyện cần nói với con gái của tôi.